Hello, how you do today? As for me, I'm fine, thank you. Chào các bạn, hôm nay khỏe không? Hãy âu thì cũng vẫn bình thường tốt. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nha, làm homework number 3. Homework bài số 3 đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. À, nói trước, homework number 3 này đó, thì chúng ta thay đổi phong thái chút xíu nha. Thay gì lên? giống như là hai cái homework đầu 1 và 2 chỉ có dịch rồi sang tiếng Anh không á. Bây giờ chúng ta là làm một cái một cái combination nha tức là một cái kết hợp của những cái loại câu hỏi khác nhau nha chứ không phải chỉ có dịch không đó chúng ta bắt đầu câu số 1 nêu tên tiếng anh cho năm vật dụng trong nhà đó thì năm cái thứ gì đó bằng tiếng anh câu số 2 nêu tên tiếng anh cho năm hành động trong sinh hoạt hàng ngày những cái hành động mình làm cái gì đó thì là năm cái tiếng đó câu số 3 chia động từ trong hoạt đơn với cái thì thích hợp cho cái câu đó. rồi cái câu a là chúng ta a là tôi nói ai rồi đó để trống cái in Europe tôi đã sống ở châu Âu rồi cái động từ trong hoạt đơn đó là live đó là sống đó live thì rồi giờ các bạn chia thì ra nha rồi điền vô chỗ đó trong câu trả lời của các bạn đó thì các bạn chỉ để là 3 a đúng không 3 a đó rồi để cái cái chữ động từ mà nó chia ra nó đánh dần sau thế giờ đó thôi rồi ba b 3 b đó rồi động từ chia ra sau đó thì câu trả lời cái gì đó rồi b đó he anh ta đã ra đi bỏ đi một tiếng trước đó rồi đó đó thì rồi cái động từ là leave bỏ đi Câu 3 C là nàng kể một câu chuyện đó thì đọc từ là tell đó, rồi chia thì ra D chúng tôi sẽ mua xe hơi mới tháng tới đó thì động từ to buy chia thì ra rồi cái này để tập dược nha cách chia thì trong động từ câu số 4 bây giờ câu này dịch nha dịch sang tiếng anh tôi chưa bao giờ tới châu phi tôi sẽ đưa gia đình tôi đi nơi đó sang năm Bà xã và các con tôi rất hào hứng với dự tính này. Đó, dịch kỳ này ngắn thôi nha. Rồi, câu số 5. Những động từ nào sau đây là bất quy tắc? Đó, cho năm cái động từ. Thứ nhất là play, là chơi. Thứ gì park, đậu xe. Thứ ba là drive, lái xe. Thứ tư là sing, hát. Thứ năm là look, nhìn. Rồi thì trong đó động từ nào bất quy tắc thì các bạn ví dụ như là động từ số 1 là 5A đúng không? 5A rồi 5 gì đó, y gì đó thì liệt kê vô nha. Rồi ok, vậy là chúng ta sẽ coi những cái lời giải của các bạn nha. Với lại coi lời giải là vào thứ sáu này nha. Have a good day.